ASD ơi, trời ơi, anh bạn của tôi già xanh ngáo đá. Ai đây? Ai đây vậy? Ôi, ai vậy? Ủa, có gì vậy? Ma hả? Hello và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với lại channel của mình ở trong ngày hôm nay. Và mình chính là KSD các bạn ơi. Thì nói chung đó nha, là ngày hôm nay đó hả, mình phải làm mọi thứ thiệt là cấp tốc và thiệt là nhanh. Cho nên là các bạn ơi, nếu như các bạn là người mới tới kênh của mình lần đầu tiên, đừng quên nha, hãy cho mình một nút đăng ký, cũng như là một lượt like và một lượt chia sẻ. Đừng quên hãy nhớ nhấn vào nút cái chuông để có thể hả nhận được những thông báo mới nhất về video của mình. Và hãy bỏ ra khoảng từ 5 chờ tới 6 giờ quảng cáo để mình có tiền nâng cấp máy tính và sẽ làm được nhiều video hay hơn và đẹp hơn nữa cho tất cả mọi người cùng xem nha. Ok, thì các bạn ơi, lý do hôm nay đó hả, vì sao hả mà mình phải làm mọi chuyện cấp tốc á, thì như các bạn cũng thấy rồi ở trong phần intro các bạn ơi. Bây giờ đó nha, mình đang thực hiện một thử thách đó các bạn. Đó chính là tất cả mọi thứ ở trong Minecraft bây giờ đều có thể là bơm. Cho nên đó nha, là mình phải cực kỳ cấp tốc và nhanh lẹ, chứ nếu không là mình sẽ bị bơm nổ trò tới chết đó các bạn ơi. Mình phải làm mọi chuyện thật nhanh nhất có thể các bạn. Ok, bây giờ mình đã có 5 cục gỗ rồi các bạn ơi. Để mình lấy thêm một cục nữa đi ha, 6 cục đi các bạn ơi, số chẵn cho nó đẹp. Ok luôn. Rồi, ôi lẹ lên lẹ lên, bạn thấy không? Bây giờ bạn coi lại nữa nha nè, bây giờ quăng ra nè các bạn thấy không? Đó, ơi, lụm, thấy không? Chỉ có 3 giây thôi các bạn. Nếu như trong 3 giây đó nha mà chúng ta không kịp lụm lại, chúng ta sẽ ạc lên đường bơm nổ chết các bạn ơi. Được rồi, bây giờ làm ván gỗ sồi nào, sau đó mình sẽ làm một cái bàn chế tạo luôn các bạn ơi. Đặt ra nào, rồi, bây giờ là một cái cây gậy. Rồi là một cái hạ rìu các bạn ơi, cái rìu, cái cúp nữa. Ok, nhanh tốc độ cao lên chứ không là chết đó. Rồi ok. Đập nào. Đụm lại, các bạn thấy không? Chỉ có 3 giây thôi các bạn, nó là nguy hiểm. Rồi ok. Bây giờ mình nghĩ hả là mình sẽ thêm một lần là nhiều gỗ các bạn ơi. Không biết rằng hả mình có thành công không nữa. Ê, đụm lại. Ôi, quên mất tiêu à. Chưa ngủ một hồi nổi chết đó các bạn. Nguy hiểm lắm. Rồi ok, rồi. Ơi, bên kia mình thấy có một con ngựa các bạn. Con ngựa hả? Ngựa thì mình không làm gì được hết đó. Mình không ăn thịt ngựa được các bạn ơi. Thôi bỏ qua đi. Bây giờ hả, mình nghĩ là mình sẽ đi đào đá. Ê, con gà các bạn ơi, con gà kìa, con gà. Ôi, bơm nổ. Quên cá là bơm. Đó, các bạn thấy không? Mình quên mất xíu một kia các bạn ơi không? Mình quên một chút xíu thôi nha, là mình sẽ bị bơm nổ chết rồi các bạn. Từ, mình sẽ né con mực ra các bạn ơi. Né mực ra. Ê, nguy hiểm quá đi thôi à. Bây giờ mọi chuyện đều có thể xảy ra như mình hả, không gọi ta không cẩn thận các bạn. Rồi ok, con gà này ăn. Ơi, không được, không kịp. Ơi, con gà nổi chết queo luôn, bạn thấy không? Bây giờ tất cả mọi thứ đều có thể là bơm, nguy hiểm lắm. Thôi kệ đi, giờ mình đào đá rồi đã. Không biết ai tạo ra cái thế giới đầy nguyền rủa này các bạn. Ơi, làm đây. Quên, không để lố 3 giây nha. Lố 3 giây nổi chết đó các bạn, nguy hiểm lắm. Rồi ok, để mình đào. Mình cần là nhiều đá. Ôi, mình đào lộn than sỏi ra ngoài hay gì rồi, đúng không ta? Là cái gì vậy? Thì đá andesite không cần. Mình cần đá thường thôi. Để mình làm cái hạ bàn chứ, làm cái lò nung cũng như là hạ bộ dụng cụ bằng đá các bạn. Rồi ok. Bạn thấy không, mỗi lần hả mình đào xong một món đồ nha, đã kêu tiktok các bạn ơi, là mình sẽ bị nổi chết nhưng không để ý các bạn. Rồi ok, bây giờ làm một cái dụng cụ bằng đá cội nè. Rồi cái dụng cụ bằng rìu nè các bạn ơi. Rồi ok, bằng rìu. Ôi, mình lại vô tình làm hai cái cước cái cuốc chim đá các bạn. Trời ơi, mình phải làm nhanh quá, biết mình bị rối lại các bạn ơi, mình bị rối não các bạn. Cái hạ thần của mình nó bị lùm bùm các bạn ơi. Rồi quăng ra nào, rồi chạy. Nổ các bạn coi, nổ này nha, thấy không? Nổ liền không, nguy hiểm lắm các bạn. Riết rồi thần kinh mình riết rồi, cái thần kinh của mình các bạn ơi, nó bị hả lùm bùm các bạn. Rồi ok, con bò lại lên. Trời, con bò nổ rồi. Ây da, dính chữ luôn. Giờ sao người ta. Ây, nổ nữa. Trời đất ơi, nổ gì mà liên tục chỉ mấy ông nội này, nổ hoài. Đừng có nổ nữa, chết tôi á, thiệt sự luôn. Bây giờ
không có đồ ăn để mà ăn đây nè, thiệt sự là quá đau khổ luôn á. Nhưng mình bị thiếu không ta, để mình đào thêm một vài cuộc đá để mình làm được một cái lò nung luôn các bạn ơi, mình bị thiếu nè. Trời ơi, máu của mình sắp hết tới nơi rồi. Trời ơi, con gà. Ok ok, may quá, kịp, may quá. Các bạn ơi, may quá các bạn ơi, cô đoạn rồi các bạn ơi. Con gà, lại lên, con gà, nó nổ. Một file chơi ngu đầu tiên của cây SD các bạn thấy không? Đó. Nói chung là như vậy đó các bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ đó nha, là mình nên chạy tức tốc quay trở lại cái chỗ hồi nãy đó các bạn. Mình nghĩ là khi mình chết đó nha, thì mình sẽ được spawn ra đó lại đúng không ta? Không biết nữa, không biết bây giờ đồ đạc của mình chết rồi có bị nổ mất tiêu không ta? Hy vọng nó không bị nổ mất tiêu các bạn ơi, hy vọng như vậy. Nổ không ta? Nổ không vậy? Alo, nổ không vậy? Đừng nổ nha. Không biết đồ mình có nổ các bạn, mình không nổ các bạn ơi. Hy vọng các bạn ơi, hãy hy vọng. Chúng ta phải luôn hy vọng các bạn. Rồi xong luôn. Hình như là nổ mất hết đồ luôn rồi. Ơ đây nè các bạn, có đồ mình đây nè mình nè. May quá. Ủa cái gậy của mình nè. Ủa đồ mình đâu rồi? Đừng có nổ hết rồi nha. Rồi xong, các bạn thấy không? Đây chính là lý do vì sao chúng ta không nên chết đó các bạn. Nổ một cái thôi nha là banh hết bộ lòng luôn các bạn, không còn gì luôn á. Trời đất ơi, sao mà nó xui dữ vậy. Cái thế giới Minecraft đầy nguyền rủa đáng chết, đầy thiệt sự là cây cú level vũ trụ luôn các bạn ơi. Thôi, được rồi. Bây giờ phải luôn vững tin vào cuộc sống các bạn, không sao. Đây hả, mới chỉ là sự khởi đầu tiên thôi. Ơi, lượm lại, quên. Tí nữa quên cái vụ quán đó rồi các bạn. Không sao hết á. Đây hả, mới chỉ là sự khởi đầu tiên thôi. Chúng ta không gì phải lo lắng hết á. Bình thường các bạn, này mình trải qua nhiều mình quen rồi các bạn ơi. Vì chứ số xui là mình hả, chịu đau đớn đó giờ mình quen rồi, không có sao các bạn ơi. Rồi ok. Vậy để mình làm cái bàn chế tạo vô đi nha. Rồi bàn chế tạo nè, rồi bàn chế tạo vô nè. Rồi ok. Làm thêm cái gậy vô nha. Rồi gậy luôn. Rồi, một cây rìu gỗ này nha. Rồi, một cây cuốc chim gỗ rồi nha. Ok rồi. Trời ơi, các bạn nhớ nha, nếu như có thể đừng cố gắng thử cái này các bạn ơi. Khó lắm, mình chơi cũng nổi đó mà, thiệt sự luôn. Bây giờ phải lo làm lẹ chứ nếu không ha, là bom nổ liên tục chắc mình đi đời luôn các bạn. Mình ngán lắm các bạn. Ai tí nữa quên nữa, mình cứ bị quên hoài à, thiệt sự luôn á. Mà chơi cái này không được phép quên. Quên một cái thôi là mình không còn gì để mình chơi luôn á. Rồi ok, để mình đào than. Hy vọng than không phải là bơm nha, trời ơi, than cũng là bơm luôn các bạn ơi. Nói chung tất cả mọi thứ trong đây các bạn, nó đều là bơm hết á. Đều là hiện diện của bơm đó các bạn ơi. Rồi đào than vô. Bây giờ mỏng có than này chết đó, để mình còn làm đồ ăn mình đi đun này nọ nữa. Rồi ok, mình đã có than rồi, bây giờ mình sẽ đào thêm đá để mình làm lò nung các bạn. Quan trọng nhất là cái lò nung mới phải cái gì đâu, chứ hả cái bàn chế tạo thì mình làm mấy cái mà chả được. Quan trọng là cái lò nung kìa, không có đá các bạn ơi, khổ lắm. Cuộc tình em này không còn gì để mà chơi đâu, nói chung là một sự nguy hiểm đến cùng cực đó các bạn ơi. Rồi để mình vô quán này tiếp tục nha. Đây mình đã có dư đá rồi, làm cái lò nung nữa nào. Đây lò nung liền, sẽ làm dư mình làm thêm một cái cây hả cuốc. Không, làm cái rìu đi các bạn ơi. Cái rìu đá đi, bởi vì sao? Bởi vì cái rìu đá nha, nó sẽ gọi là giết mấy con gà này nọ lẹ hơn các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ làm gì? Mình sẽ đi tìm đồ ăn các bạn ơi. Giết gà, giết heo, giết cừu các bạn, đi tìm đồ ăn. Ôi, mà ở đây các bạn, mình thấy có nguyên cái hang động luôn. Wow, ôi cái hang động các bạn ơi. Hang động luôn nè, đúng không ta? Wow, đúng các bạn. Ở đây có nguyên cái hang động nè. Được nha. Ê, hay là bây giờ mình làm nhà ở đây luôn ta. Làm nhà ở đây thì cũng được á, nhưng mà có một cái lý do vì sao không muốn làm là bởi vì sao? Mình sợ buổi tối có mấy con zombie creeper ra. Mà bạn biết rồi, mấy con creeper không đã mệt rồi các bạn ơi. Bây giờ hả, cái cả zombie skeleton nha, nó cũng là bơm đó các bạn ơi. Thôi, chúng ta nên bỏ chạy khỏi chỗ này các bạn ơi, không nên ở đây nữa. Chúng ta chỉ nên đi tìm con heo, con bò, con cừu, con gà thôi. Ôi, bây giờ mình bị lạc lối rồi. Ai? Am lạc đường, mình bị lạc rồi các bạn ơi, mình bị lạc cái chỗ này rồi. Rồi sắp đói chết tới nơi luôn rồi mà không tìm được lên chắc chết tôi luôn quá, thiệt sự á. Thôi, tìm đường ra chứ nếu không ở đây hồi nó bị lạc đường là mình chỉ có quéo cò các bạn. Mà mình không muốn quéo cò tí nào đó. Rồi xong luôn. Trời tối đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời ngày hôm nay rồi các bạn ơi.
Hey, sắp tối rồi mà tôi vẫn còn chưa có giường để tôi đi ngủ đó cơ. Ai hết hồn rồi không? Trời, cứ tưởng nó sẽ làm bơm cho ai ngờ quên. Mình đang cầm rìu, mình chặt lá mà chứ mình có phải cầm hai cầm kéo đâu mà mình kia. Đâu rồi? Cù gà đâu rồi? Hãy cho tôi đồ ăn, ai đi đồ ăn, ai ăn đói bụng. Tôi rất là đói bụng đây nè. Cho tôi miếng đồ ăn đi. Đừng nổ tôi chết nữa. Rồi xong luôn. Bầu trời đã bắt đầu tắt hẳn rồi các bạn ơi. Trời mà tắt hẳn là tan nát rồi. Rồi xong luôn, tối thui như mực luôn. Bây giờ để mình làm một cái cây đuốc đi ha. Chứ tối quá không thấy đường đâu các bạn. Bây giờ nè, nguy hiểm nè các bạn. Tối rồi nha, là xung quanh ở đâu cũng toàn là bơm không. Các bạn thấy không? Đây á, vừa mới nói một câu cái xung quanh đây nhìn tưởng là một nguyên một đàn mật đúng các bạn ơi, mà không phải đâu, bơm trá hình đó các bạn, bơm trá hình thôi, bỏ chạy thử sách đừng ở đây nữa. Sắp đói tới chết tới tôi rồi, trời đất ơi, thôi sủi lẹ rồi. Ok bây giờ để mình đi tìm. Sói ơi, đó là bơm. Cầm cái rìu gỗ, cầm rìu đá quýnh nó chứ, cầm rìu đó có làm đâu, khổ quá đi cây ép đi ơi. Trời ơi, anh bạn của tôi già sao anh ngáo đá. Ai đây vậy? Ai vậy? Ủa, có gì vậy? Ma hả? Xong luôn, mình còn chả biết áo là ai luôn các bạn ơi. Tự nhiên nó xuất hiện giết mình luôn các bạn. Hay có khi nào cái con nhỏ đó chính là hạ đệ tử của Osama Bin Laden không vậy? Trời đất ơi, mình đang đi hả tìm đường cứu thoát cứu chờ, bây giờ bơm không là bơm vậy rồi, biết bơ nữa. Ơi cái gì vậy? Con nhện cũng là bơm các bạn ơi. Trời rồi, đêm nay thấy không cái đường sống sót rồi đó. Cái gì đây? Con ma sơ gì đây? Con này là con ôi đâu ra, sao tự nhiên bây giờ có mấy con kinh dị đó vậy? Nó là bơm everywhere các bạn ơi, cứu mạng. Oh my god, I need cứu mạng, hãy cứu tôi với. Hãy, trời đất ơi, con cầm bơm gì bung lung tung beng vậy mấy cha nội. Tôi bỏ chạy các bạn ơi, cứu mình với. Đợt này mình thấy không còn đường về luôn rồi. Cái gì vậy? Lần đầu tiên các bạn ơi, trong Minecraft luôn nha, mình thấy có mấy con nhỏ ôm bơm giết mình luôn các bạn. Ôm bơm tự sát các bạn. Thôi tôi bỏ chạy. Xin lỗi các bạn bởi vì hả là trời hơi tối nha. Bởi vì sao? Bởi vì đúng rồi, đây là trời tối mà. Các bạn không cảnh giúp mình đi, bây giờ hả mình không thể nào trốn được hết á. Mình trốn một hồi là mình chết ngắt các bạn ơi. Thôi chạy trước. Nên gọt khỏi vụ quán này chứ nếu không mình sẽ bị hạ ngẫm củ tỏi liền. Mà mình không thích bị ngẫm củ tỏi tí nào đâu. Bơm, con nhện cầm bơm các bạn ơi. Nhện cầm bơm luôn nha, nhện ôm bơm chạy vô giết mình các bạn. Nói chung là rồi bạn thấy không? Các bạn tưởng đây là nguyên đàn heo gì? Không phải đâu. Gì đây? Chú Hề nữa kìa. Trời ơi, chạy, nguyên đàn bơm cứu bạn. Thôi các bạn ơi, các bạn thông cảm giúp mình nha. Mình nghĩ là cái thử thách này các bạn mình không thể tài nào có thể thực hiện được các bạn ơi, các bạn thông cảm giúp mình. Ok, bây giờ mình nghĩ là sẽ tạm thời các bạn ơi. Mình sẽ trốn ở đây và tạm thời dừng lại clip ở đây các bạn. Thì nếu như các bạn thích clip này đó nha và muốn mình làm tập số 2 á thì hãy bình luận phía dưới nha. Và ok các bạn ơi, nếu các bạn thích video này á hãy cho mình một lượt like các bạn ơi. Nếu các bạn chưa hề đăng ký giúp mình luôn nha, hãy cho mình luôn cả một lượt đăng ký. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và hẹn gặp lại, bye bye nha. Trời ơi, đáng sợ quá đi dạ. Everywhere đều là bơm. Con sói kìa bay bơm vậy? Cũng là bơm luôn, trời ơi. Bơm, bơm không là bơm. Yeah,